Vâng, xin chào tất cả các bạn và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ phát được một cái video hướng dẫn về cách vuốt mái tà ly như kia các bạn nhỉ. Đầu tiên là cách làm sao tôi hướng dẫn các bạn là cách vuốt mái tà ly cho những người chưa biết làm thế nào để vuốt mái tà ly cho nó thẳng và nó đẹp. Thì điều đầu tiên chúng ta cần biết về đường của chúng ta, thứ nhất là một nó đang thẳng hay là xác định được cái đường của chúng ta đang làm nó cong hay là nó đang thẳng. Đây, ví dụ như kia những đoạn cua các bạn nhỉ. Thì đây thì chúng ta sẽ phải làm thế nào cho nó thẳng và nó ăn theo, nó khớp vào với lại cái đường mà chúng ta đang muốn làm. Ví dụ đây là cái đường đang đoạn cua này, còn đoạn trên này là đoạn là nó thẳng rồi thì không nói gì các bạn, còn thẳng thì chúng ta cứ làm theo ấy thôi, theo đường thôi. Đây bây giờ các bạn có thể nhìn thấy cái đầu tôi đang đặt vị trí kia kìa. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết để hướng dẫn chi tiết cho các bạn khi chúng ta vừa làm vừa theo dõi các bạn. Đây các bạn nhìn vị trí đặt gầu này, ta đặt ở trên đỉnh gầu này, chúng ta kéo thẳng xuống. Xong khi vừa kéo xuống chúng ta vừa mở gầu hết cỡ các bạn. Từ điểm trên cùng cho đến điểm dưới chân này chúng ta mở gầu ra đến dưới chân này thì chúng ta mở hết cỡ tầm gầu các bạn ạ. Tất nhiên là mái nó phải nó mới chuẩn được. Đây, bạn kéo tay để trên đỉnh này, vừa để một góc nghiêng xuống này, bạn vừa xuống và bạn vừa mở gầu các bạn ạ. Này này, nó trước thì tôi tạo hình chắn rồi, bây giờ tôi chỉ vuốt lại thôi. Đường nó đang cực dốc nên là nó hơi khó các bạn ạ. Đường nó dốc kinh khủng luôn, bạn nhìn thì nó không cảm nhận được dốc. Thực chất ở đây đang rất là dốc khoảng tầm 12% các bạn. Đây, có khi chúng ta chỉ ăn được 1-2 răng gầu vào đất thôi. Đấy, hơi chửa ra, ta hơi mở gầu một chút nữa. Đây chúng ta không lấy được một răng này các bạn này, bạn nhìn thấy răng kia kìa, nó đang hơi bị nghiêng ra, nó tiến mái đi một chút và hơi quay toa một chút để đặt gầu đúng vị trí này. Chúng ta tiếp tục kéo xuống. Sau khi đã xong thì chúng ta dùng gáy gầu ta vuốt một lượt, cào một lượt cho nó hết đất đi bạn ạ. Đây, ta tiếp tục dùng máy gầu ta làm xin sạch cái mái ở những cái điểm răng gầu luôn sót đấy các bạn ạ. Và sau đó ta tiếp tục này, trong lúc mình sẽ cái mái đằng kia mình phải lắp vệ lên đây này, nhìn đây ta dùng máy gầu rồi, làm cái gầu ta làm sạch những cái vết răng còn thừa đấy các bạn ạ, vết răng còn lõi á, là nó hơi bị chửa một chút, ta phải chửa.
vừa xuống chúng ta vừa mở gầu nhá. Chứ một số bạn tôi thấy là dùng vừa xuống vừa nhưng mà không mở gầu không kịp đấy, là nó bị chửa đấy các bạn ạ, nó chửa mái đấy. Chúng ta xuống chúng ta mở gầu hết cỡ ra luôn, cứ từ trên đỉnh tầm gầu lên chỗ hết cỡ của tầm gầu đấy. Đấy, chúng ta để một góc vuông cái này, chúng ta kéo xuống, trong quá trình kéo xuống chúng ta vừa kéo xuống chúng ta vừa mở gầu ra bằng miết mạnh. Mặt đường các bạn ạ, so với vị trí máy là đúng.